Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Quỳnh Tiêu, nếu muội mà không kịp xuất hiện, ta cũng khó giành phần thắng. Viên thú đan này thuộc về muội. Ngoài ra, Đại Bạch tiền bối cũng có thể dùng tốt viên đan thú này. Đại Bạch bảo là không dùng nổi cái thứ rác rưởi này, vẫn nên là đưa cho huynh vậy. Viên thú đan này ta cũng không dùng được. Nếu đã vậy thì đa tạ mọi người. Nghe nói viên đan thú này có thể giúp cho linh thú thoát thai hoán cốt, huyết mạch tiến hóa. Không biết là liệu có tác dụng với tiểu thôn hay không. Chỉ bằng hỏi phần thiên tri thần vậy. Trong cái lắng thiêu đốt. Chủ nhân, sao người lại tới đây? Ta đang nghĩ xem làm thế nào để ngươi dùng viên đan thú này. Ngươi hiện tại chẳng qua là ta đang từ lộ linh hồn thể. Nếu không có thể xác, viên đan thú này cũng chẳng có tác dụng gì với ngươi. Ngươi hiện tại với thần quân cảnh 6 kiếp tu vi cũng đã đủ thúc đẩy thần dương liệt nhật hấp thu linh lực dư thừa của nó rồi. Có điều nếu như ta hấp thu linh lực thừa ra từ thể xác của nó, vậy chẳng phải nó sẽ biến mất mãi mãi hay sao? Trước chúng thần cũng có nói, thần dương liệt nhật này tuy có thể luyện hóa vạn vật ở trên thế gian, trở thành vật dụng cho ngài ấy tấn làm. Nhưng mà quá trình luyện hóa thực ra cũng là quá trình tu luyện, có thể đem các bảo vật sở hữu ở trên thân của ngài ấy mà hấp thu, để sinh linh một lần nữa đắp nặn lại. Nếu thần dương liệt nhật này là một ngọn lửa rực cháy, vậy khi hấp thu những thứ này cũng giống như là dục hỏa trung sinh. Chỉ cần thực lực của ngài Tần Nam không ngừng cường mạnh, những vật phẩm có thể trọng tố càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng có thể khiến cho cả thần tu na chi thần và ngũ hành chi thần trọng tố, trùng sinh chúng thần. Hiểu rồi, ta sẽ hấp thu linh lực dư thừa ra của tiểu thôn. Tiểu thôn, ngươi sẽ nhận được tân sinh. Đầu tiên là hấp thụ thần hồn của tiểu thôn, sau đó luyện hóa. Tần Nam, huynh thật sự là làm được rồi kìa. Đa tạ chủ nhân. Tiếp đến, ngươi có thân ăn viên đan thú này rồi. Đa tạ chủ nhân. Ủa, linh lực mạnh vậy. Tốt lắm, quả nhiên là tạo hóa của thời đại thượng cổ thần mãng thú đan. Sau khi con rắn nhỏ nuốt, tự nhiên cũng liền có tạo hóa thần mạch mãnh huyết, thần mãng huyết mạch. Chấn động mạnh quá, còn xuất hiện cả sấm sét. Không biết là nếu tiểu thôn có thể tiêu hóa toàn bộ đan thú này thì có thể đạt được tu vi cảnh giới nào đây? Đấy nè. Thành công rồi sao? Viên đan dương quả thực là giúp thần đạt được cảnh giới này. Chủ nhân. Ngươi là tiểu thôn. Thần hóa thành người rồi. Thần cuối cùng cũng hóa thành người rồi. Tuyệt quá đi.